Quý anh chị tuổi Giáp Tý kính mến, Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, để giúp cho quý anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 biết được những điều quý anh chị cần phải làm tốt hơn và những điều quý anh chị cần phải tránh để tháng năm âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây có thể đốn cát, xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý, sức khỏe bình an. Và nếu như quý anh chị tuổi Giáp Tý nắm bắt được cơ mệnh này thì sự nghiệp của quý anh chị có thể sẽ lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, trúng số đổi đời, không những trả sạch nợ nần mà còn có thể phất lên làm đại gia, thiên hạ ai ai cũng ngước mắt trầm trồ, ngưỡng mộ, thong dong tận hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Giáp Tý ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thần tài nhắc mệnh, đúng tháng 5 âm lịch, tuổi Giáp Tý 1984, bất ngờ nổ lộc trúng lớn, chạm đỉnh giàu sang, tiền bạc ùn ùn kéo tới. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số phận khác nhau, có người giàu sang phú quý tại thời điểm này, nhưng lại xui xẻo, bần hàn ở thời điểm khác. Không ai có thể biết trước được may mắn sẽ mỉm cười với họ vào lúc nào. Thế nhưng may mắn vốn dĩ được cấu thành từ cơ hội và ta cần phải nắm bắt những cơ hội vàng và phát huy một cách triệt để nhất. Mới đây nhất, khi luận giải lá số tử vi cho 12 con giáp đúng tháng 5 âm lịch, năm Quý Mão 2023, thầy tử vi bất ngờ chỉ ra rằng, người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nổi bật hơn cả khi được cả thần tài quý nhân cùng trợ lực giúp vận trình trong tháng rực sáng vô cùng. Đây được coi là thời khắc hiếm hoi, thiên thời địa lợi nhân hòa mà ông trời ban riêng cho con giáp này khi được thần tài ban lộc, quý nhân cầm tay chỉ lối, dẫn đường mà vận trình hanh thông thuận lợi mọi bề, phúc lộc tràn trề, tiền bạc vô biên, sống trong sự ngưỡng mộ của bao ánh mắt dõi theo. Vậy vận trình trong tháng 5 âm lịch của tuổi Giáp Tý sẽ diễn biến ra sao? Bản mệnh cần phải làm gì để nắm giữ vận may trời ban cho? Thì ngay sau đây, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu quý vị nhé! Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Giáp Tý với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Xem tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Giáp Tý âm lịch, vận trình tháng của người tuổi Giáp Tý có những điểm sáng rất đáng mừng. Được các tinh tam hợp che chở, có thể nói đây là giai đoạn dần đi vào ổn định của con giáp này, mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp, bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân, đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Về tài lộc, bán hợp giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực, bạn có thể yên tâm duy trì hoạt động buôn bán kinh doanh hiện tại. Nên nhớ, tháng này không thích hợp khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư để tránh vận xui ập đến, khiến tiền bạc hao tổn, nên giữ nguyên trạng thái cũ sẽ tốt hơn. Phương diện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại, gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh án ngữ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, tuổi Giáp Tý cần thận trọng kẻo gặp họa huyết quang. Tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Người sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, mang mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển. Những người có tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, mệnh kim, có tính nhẫn nại và ôn hòa. Thuở nhỏ, những người tuổi Giáp Tý có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời may mắn thì ít,
mà rủi ro thì nhiều. Vào năm 44 tuổi thì cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hơn. Khoảng thời gian cực kỳ xấu và không được tròn đẹp đó chính là ở tuổi 43, chính bởi vậy cần nên dè dặt và cẩn thận hơn. Tuổi Giáp Tý sở hữu con đường công danh chỉ ở mức trung bình và để lên đến đỉnh cao của danh vọng thì khó mà đạt được, nếu lên được cũng chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Về cơ bản sẽ không vững chắc, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, mặc dù con đường công danh không sáng tỏ, họ sẽ ít bị trở ngại về vấn đề gia cảnh. Nếu họ sáng suốt và biết nhận định cuộc đời, được nhiều mến thương, có số trùng phùng, không đến nỗi phải bận tâm. Năng lực hoàn thành sự nghiệp của tuổi Giáp Tý có từ rất sớm, tuy nhiên có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, khó mà bền vững. Nhưng ít ra cũng đạt được nhiều kết quả mong muốn, không lâm vào cảnh nghèo túng như nhiều người khác. Sự nghiệp của họ vững chắc hơn khi bước qua năm 44 tuổi, tuy nhiên năm 43 tuổi thì còn phải chịu đựng muôn vàn khó khăn. Sự nghiệp của họ cũng liên quan đến vấn đề tiền tài khá nhiều, tiền bạc cũng lúc lên lúc xuống khá thăng trầm. Tuy nhiên, sự nghiệp lẫn tiền tài họ có được như ngày nay là nhờ vào sự sáng trí của họ mà ra. Mọi vật chất trong vũ trụ đều được quy thành ngũ hành, gồm năm mệnh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy theo ngũ hành thì, người sinh năm 1984 mệnh gì? Mệnh của người tuổi Giáp Tý là mệnh kim, cụ thể, ý nghĩa của mệnh kim chỉ mùa thu và sức mạnh, tượng trưng cho vật dẫn và kim loại. Tính cách cương quyết và độc lập là tất cả những gì mà người mệnh kim sở hữu, vì mục tiêu mình đặt ra, họ luôn dốc hết lòng hết sức. Tuy nhiên, bên trong họ có cái tôi quá cao, luôn tự tin thái quá vào bản thân, nên thường kém linh động, không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác, đó cũng chính là những nhược điểm họ cần khắc phục. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý đang có những điểm sáng, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tuổi Giáp Tý đạt được những thành tích rực rỡ, xứng đáng với nỗ lực bạn đã bỏ ra, nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp thái tuế lại thêm nguyệt lệnh lâm đất thai. Những chú chuột đang bước vào giai đoạn ổn định, khi mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa. Các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh, vận trình hanh thông đầy hứa hẹn với những biểu hiện xuất sắc của mình. Con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao phó thêm trọng trách, hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cơ hội để bạn thăng tiến đấy. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp, bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân, đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn, tuy nhiên, cây càng cao thì gió càng lớn, bạn vẫn nên có sự đề phòng, sự đố kỵ, cố tình gây bất lợi của những kẻ ghen ghét bên cạnh. Cạnh tranh trong tháng không thể thiếu, nhưng đừng quá lo lắng. Chính quan sẽ giúp bạn dùng chính bản lĩnh, sự lanh lợi của bản thân, cộng thêm chút may mắn về thời vận, bản mệnh đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi việc đâu ra đó, thu về kết quả khả quan. Nên nhớ, bạn càng chủ động sẽ càng tận dụng được lợi thế, chính vì vậy, tuổi Giáp Tý hãy cứ mạnh dạn mưu sự lớn bởi tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Giáp Tý âm lịch, về phương diện tài lộc, bán hợp giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra nhẹ nhàng, nhiều biến chuyển tích cực. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp trong tháng, hầu hết các cơ hội tiền bạc của bản mệnh đều đến từ những người xung quanh. Với những người làm việc về kinh tế, làm chủ thì bạn sẽ củng cố vững chắc hơn cho khối tài sản của mình nhờ mối làm ăn thân thiết. Cần chú ý, tháng này nguyệt lệnh lâm thai, bạn tốt nhất nên duy trì hoạt động buôn bán, kinh doanh đã có sẵn ở hiện tại. Thời điểm này không thích hợp khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư để tránh vận xui ập đến, khiến tiền bạc hao tổn, nên giữ nguyên trạng thái cũ sẽ tốt hơn. Những kế hoạch đang trong đà ý tưởng vẫn nên có sự tính toán cẩn thận, nung nấu đường đi nước bước thật kỹ càng, chờ cơ hội phát lộc trong cuối tháng hoặc để hẳn sang tháng khác. Tháng này không nên mạo hiểm với chuyện tiền bạc, nhất là phải thận trọng với những ý kiến của cò mồi đang hối thúc bạn ký kết hợp đồng. Thêm nữa, hạn chế lòng tham, đầu tư biết điểm dừng tránh tham thì thâm. Theo phong thủy phi tinh, sao lục bạch chủ tài lộc bay về phương chính đông, đây được coi là phương vị vượng tài hút lộc. Do đó, mệnh chủ cần phải thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, không được để bừa bãi, bẩn thỉu, kẻo tài lộc hao tán. Bạn cũng có thể đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy tại khu vực phía chính đông của ngôi nhà hoặc phòng làm việc
Điều này sẽ mang tới những cát lành về tài lộc, giúp chuyển làm ăn thêm phần suôn sẻ. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm, đường tình duyên của người tuổi Giáp Tý trong tháng 5 âm lại vô cùng ấm áp và dễ chịu. Bản mệnh sống rất biết điều, có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình, nên có thể bảo vệ được hạnh phúc cho tổ ấm bé nhỏ của riêng mình. Gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết, vợ chồng con cái hòa hợp, không khí gia đình đầm ấm yên vui, tạo nền tảng cho bản mệnh phấn đấu trong sự nghiệp. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng, nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Nếu vừa kết thúc một mối tình, bản mệnh đừng vội vàng đưa ra quyết định cho mối quan hệ mới, nhất là nữ mệnh, khởi đầu quá nhanh cũng có thể dẫn đến kết thúc chóng vánh. Hãy để thời gian giúp bạn chữa lành vết thương, khi ấy mở lòng đón nhận tình cảm mới vẫn chưa muộn. Trong tháng nhất bạch chủ đào hoa tinh bay vào hướng Tây, cung tinh tương sinh, nên đây được coi là khu vực vượng đào hoa. Các bạn độc thân nên đặt một lọ hoa tươi hay đặt những món đồ đôi có màu hồng, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa, tình duyên không còn trắc trở. Về mặt sức khỏe, tháng này bạch hổ hung tinh xuất hiện, mang tới điểm báo khá xấu về sức khỏe của những chú chuột, tuổi Giáp Tý cần thận trọng kẻo gặp họa huyết quang. Tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Luôn giữ tâm trạng thoải mái, tìm cách giải tỏa căng thẳng, áp lực ngay khi có thể, để tinh thần ổn định, không bị tà khí xâm chiếm, gây bấn loạn, bất ổn, mụ mị đầu óc. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Theo tử vi cho thấy, người tuổi Giáp Tý trong khoảng thời gian này có nhiều tham vọng trong công việc. Ấn quan tương hợp cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực của con giáp này phần nào được đền đáp bởi những thành tích đạt được. Có ấn quan tương trợ nên có thể nói người tuổi Giáp Tý công danh, sự nghiệp sáng lạn vô cùng, mọi việc tiến triển trơn tru, suôn sẻ, không hề có trở ngại gì đáng kể, bản mệnh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng đối với năng lực xuất chúng của mình. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh đang tìm cách để phá hoại thành quả mà con giáp này đạt được, tiểu nhân có thể sẽ tạo ra những kẽ hở để con giáp này lách luật, rồi sau đó đứng ra để vạch mặt chỉ tên. Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả chính tài và thiên tài cùng tụ hội, đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ. Tất nhiên, bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Riêng về chuyện tình cảm lại có những vấn đề mới nảy sinh, đôi bên chưa thực sự tin tưởng nhau, dù yêu thương đong đầy nhưng luôn tràn đầy những hiểm nguy, không sống hết mình với tình cảm của mình. Quý nhân, Sửu, Thân. Tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 56, 09, 23. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý có điểm báo thăng tiến về công danh, sự nghiệp trong thời gian này. Cát tinh tử vi chiếu mệnh, trợ lực cho bản mệnh trong vận trình công việc, những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bản mệnh đi đến thành công. Càng về sau, vận thế càng phát, có lẽ bản mệnh sẽ được giao cho nhiều trọng trách, hãy tập trung vào công việc của mình và phát huy hết năng lực của bản thân. Nếu có thể thì chớ nên tham gia những chuyện bao đồng, để tránh những điều bất trắc do họa khẩu thiệt thị phi gây nên. Thiên ấn cho thấy, sự cố gắng và nỗ lực sáng tạo của con giáp này đã mang về nhiều tín hiệu tích cực, những chú chuột không dễ dàng khuất phục bởi khó khăn và quyết tâm chiến đấu đến cùng. Thời gian này cũng có thêm nhiều tin vui về tài lộc, cơ may kiếm tiền không ngừng tới, bản mệnh nếu biết nắm bắt thời cơ thì hoàn toàn có thể phát tài phát lộc. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, có những mối làm ăn mới, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng rõ rệt, bản mệnh có được những vận may kiếm tiền tự tới với mình. Người làm công ăn lương, có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng. Chuyện tình yêu đôi lứa đang dừng lại ở mức trung bình và không có nhiều tiến triển rõ rệt, dù bản mệnh đã cố gắng để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng một bàn tay vỗ chẳng nên tiếng, thiếu sự hợp tác của đối phương, bạn khó có thể giữ cho tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu. Quý nhân Thân, Sửu. Tiểu nhân, Mùi, Mão. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 12, 78, 33. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tuổi Giáp Tý sẽ có thời gian cuối tháng với khó khăn và thách thức đan xen.
Công việc trong thời gian này có nhiều thử thách khá khó nhằn, bản mệnh có quyết tâm nhưng lại bị thiên quan đè nén, tiểu nhân phá hoại. Trong thời gian này, có hung có cát, người tuổi Giáp Tý nên cẩn trọng trước những biến động trong vận trình sự nghiệp của mình. Ngũ quỷ mang tới điềm báo không lành khi mà kẻ tiểu nhân đang hãm hại, gây ra những chuyện thị phi để làm ô uế thanh danh, ảnh hưởng đến uy tín của bản mệnh. Cũng nhờ Thái Dương cát tinh cân bằng thế cục nên con giáp này mới mạnh mẽ tiến bước. Những chú chuột cần phải vững tin vào chính bản thân mình, đừng lúc nào cũng mong đợi quý nhân giúp sức. Công việc của con giáp này đang mắc phải nhiều nút thắt, người tuổi Giáp Tý cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đừng vội vàng quy kết cho bất cứ lý do nào. Thương quan xuất hiện cho thấy bạn mắc sai lầm cũng chính vì không giữ nổi cảm xúc cho riêng mình. Tài lộc trong thời gian này lại khá vượng, tuy nhiên thu nhập phụ có phần nhỉnh hơn thu nhập chính. Thiên tài cho thấy sự xông xáo, chủ động sẽ khiến bạn dễ dàng thành công hơn so với việc nằm im chờ thời. Con giáp này chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình là chắc chắn ông trời sẽ chẳng phụ lòng người. Riêng về chuyện tình cảm thì con giáp này cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Dường như bạn đã dồn hết sức lực cho công việc nên chẳng còn có mối quan tâm nào khác, thờ ơ với chuyện tình yêu đôi lứa. Quý nhân, Thìn, Sửu. Tiểu nhân, Mão, Dậu. Màu sắc may mắn, hồng, xanh da trời. Con số phát tài 56, 23, 89. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Giáp Tý nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Giáp Tý với tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý đại diện cho sự quyền lực và trí tuệ. Những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân, những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Hai người tuổi Giáp Tý nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành một cặp đôi lý tưởng, tuyệt vời, họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày mà không rời. Gia đình của hai chú chuột sẽ ngập tràn tình yêu thương, tiếng cười hạnh phúc, họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức quản lý công việc. 2. Tuổi Giáp Tý với tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Giáp Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả. Tuổi chuột thông minh, mưu trí, còn tuổi Sửu có sức khỏe thể chất. Nếu thành một cặp đôi, họ có thể bù trừ khắc phục nhược điểm của nhau. Tuy nhiên, đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn. Còn trong tình yêu, Tý và Sửu sẽ không tìm được tiếng nói chung. Người tuổi Giáp Tý mải mê làm ăn nhưng lại rất bừa bộn, không chịu chăm lo, dọn dẹp nhà cửa. Tuổi Sửu rất sạch sẽ và cẩn thận, sẽ không chịu được tính cách này của người tuổi Giáp Tý. Những mâu thuẫn nhỏ sẽ bắt đầu nảy sinh theo thời gian lớn dần và gây nên những rạn nứt trong mối quan hệ. Cả hai tuổi này ai cũng có cái tôi cao, không chịu nhường nhịn, lắng nghe, khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trong trạng thái nặng nề, mâu thuẫn. 3. Tuổi Giáp Tý với tuổi Dần. Một lời khuyên chân thành, đó là tuổi Dần và tuổi Giáp Tý nên dừng lại ở mức độ bạn bè, không nên phát triển tình cảm đi sâu hơn nữa. Bởi thực tế tuổi Giáp Tý luôn muốn mình là người đứng đầu, chỉ đạo người khác, còn tuổi Dần sẽ không bao giờ chịu cúi mình nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Hai tuổi này khi kết hôn dễ xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai, sự hợp tác làm ăn của tuổi Giáp Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu, hổ sẽ tỏ ra uy quyền sức mạnh của mình để khiêu chiến với chuột, nhưng con chuột nhỏ bé, nhanh nhẹn cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. 4. Tuổi Giáp Tý với tuổi Mão. Nếu như tuổi Giáp Tý và tuổi Mão kết duyên với nhau thì đây sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Tuổi Mão sẽ chấp nhận và bù đắp những thiếu sót của người tuổi Giáp Tý, khiến cho họ càng ngày càng cải thiện bản thân mình hơn. Nếu như có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này sẵn sàng lắng nghe và tha thứ cho nhau, điều đó giúp cuộc sống hôn nhân của họ rất hòa thuận, hạnh phúc. Họ cũng có thể trở thành những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời nhau, họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng, tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Giáp Tý, bù lại, tuổi Giáp Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. 5. Tuổi Giáp Tý với tuổi Thìn. Tuổi Giáp Tý và tuổi Thìn nếu trở thành một đôi uyên ương sẽ khá lý tưởng,
Họ thấu hiểu suy nghĩ của nhau và luôn tìm cách hỗ trợ nhau trong những tình huống khó khăn. Cặp đôi trời sinh này sẽ đem lại cho gia đình một bầu không khí vui vẻ, hòa hợp và hạnh phúc. Dù có những mâu thuẫn nhỏ xảy ra, nhưng hai tuổi này sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Khi cặp đôi này xuất hiện, họ sẽ trở thành trung tâm của đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cùng nhau kể những câu chuyện thú vị đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn thì người tuổi Giáp Tý luôn là những trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Giáp Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. 6. Tuổi Giáp Tý với tuổi Tỵ. Chuột khá thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Ngược lại, rắn lại tỏ ra lề mề chậm chạp. Điều đó khiến cho chuột cảm thấy bức xúc, khó chịu. Bên cạnh đó, sự thúc giục của chuột cũng khiến rắn rối loạn. Hai tuổi này nếu như kết hợp thành một đôi uyên ương, sẽ khó tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chung sống được với nhau, bởi thực tế chuột và rắn luôn cảm thấy có sức hút với nhau, họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành những đối tác làm ăn trợ thủ đắc lực của nhau. 7. Tuổi Giáp Tý với tuổi Ngọ. Chuột luôn muốn xây dựng một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Tuy nhiên, ngựa lại yêu thích tự do và họ cảm thấy khó chịu với sự chật chội, ràng buộc của hôn nhân. Chuột chi tiêu rất tiết kiệm, không hoang phí, còn ngựa lại rất phóng khoáng. Rõ ràng, hai tuổi này đã có sự bất đồng trong những quan điểm về hôn nhân và cuộc sống gia đình, họ khó có thể chung sống với nhau lâu dài. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Giáp Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Giáp Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngựa sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ người tuổi Giáp Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững. 8. Tuổi Giáp Tý với tuổi Mùi. Những người tuổi Giáp Tý và tuổi Mùi không có sự tương đồng với nhau trong sở thích, tính cách, nhưng nếu cố gắng có thể họ sẽ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng. Tuổi Giáp Tý luôn bận rộn với công việc, thì tuổi Mùi sẽ là những người nội trợ, chăm sóc gia đình một cách chu đáo nhất. Và tuổi Mùi sẽ là một nền tảng vững vàng để tuổi Giáp Tý phát triển công việc của bản thân. Nếu hợp tác làm ăn, kinh doanh, thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tý và Mùi tuy không cùng tiếng nói chung, nhưng lại bổ trợ giúp đỡ, trau dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Giáp Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc, nhanh nhẹn, tháo vát của tuổi Giáp Tý. 9. Tuổi Giáp Tý với tuổi Thân. Tuổi Giáp Tý và tuổi Thân sinh ra đã trở thành một cặp trời xe duyên, họ hợp nhau từ tính cách cho tới sở thích, mọi suy nghĩ và hành động dường như đều ăn khớp với nhau. Cuộc sống hôn nhân của hai tuổi này khá hòa hợp và vui vẻ, họ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, ngập tràn tình yêu thương và tiếng cười. Nếu tuổi Giáp Tý và tuổi Thân hợp tác, làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động. Mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra, dù có xảy ra chuyện đó, thì Tý và Thân luôn biết cách hòa giải, nhường nhịn lẫn nhau. 10. Tuổi Giáp Tý với tuổi Dậu. Tuổi Dậu và tuổi Giáp Tý có những nét tính cách khác biệt nhau, song nếu kết duyên với nhau thì họ sẽ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng. Người tuổi Giáp Tý và tuổi Dậu có sự đồng cảm, thấu hiểu nhau trong hôn nhân gia đình. Họ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được bên cạnh nhau mỗi ngày. Người tuổi Dậu sẽ thông cảm và luôn tìm cách giúp đỡ người tuổi Giáp Tý trong những lúc khó khăn. Họ đều có xu hướng xây dựng một tình yêu bền vững dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. 11. Tuổi Giáp Tý với tuổi Tuất. Trên phương diện tình bạn, tuổi Giáp Tý và tuổi Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tuổi Giáp Tý tìm được ở tuổi Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó, thân thiết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tình bạn khác giới giữa tuổi Giáp Tý và tuổi Tuất rất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực. Họ thấu hiểu nhau và cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Người tuổi Tuất sẽ luôn ở phía sau, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của tuổi Giáp Tý. Khi kết hôn,
Đôi lúc cuộc sống hôn nhân của họ gặp mâu thuẫn, nhưng tất cả sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng bởi tình yêu họ dành cho nhau sâu sắc, quan trọng hơn là những cái tôi cá nhân. 12. Tuổi Giáp Tý với tuổi Hợi. Nếu như chuột là con vật giành được vị trí đầu tiên trong 12 con giáp, thì lợn lại là con vật về đích cuối cùng. Người tuổi Giáp Tý nhanh nhẹn, tháo vát bao nhiêu, thì tuổi Hợi lại chậm chạp, lề mề bấy nhiêu. Có thể nói rằng, đây là hai con giáp đối ngược nhau nhất, họ không có điểm chung trong sở thích, tính cách và quan điểm sống. Nếu xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình, thì họ sẽ rất khó có thể tìm được tiếng nói chung. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Giáp Tý cho rằng, người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Giáp Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, con người thật kỳ lạ, thấy ai thông minh, giỏi giang và thành đạt thì tỏ ra vô cùng tức tối và ghen ghét. Dù những gì họ đạt được không ảnh hưởng gì đến mình, có người giữ niềm tin rằng ai giàu có là cũng vì làm ăn bất chính. Bên cạnh đó, lại có người vì thấy người ta xinh đẹp, nhiều tiền thì khẳng định họ làm gái, vân vân. Thế nhưng suy nghĩ trong lòng thôi chưa đủ, họ sẽ thực hiện những hành vi cũng chỉ để thỏa mãn lòng ghen tức của mình. Đứng trước tài năng hay những thành tựu của người khác, thay vì ngưỡng mộ hay công nhận thì họ lại tỏ ra khó chịu, phủ nhận những thành tựu tài năng ấy bằng những lời nói, suy nghĩ hay những hành động tiêu cực. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, lập tức đặt điều về người khác, nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại hoặc hãm hại tới họ. Tâm đố kỵ khiến ta luôn khó chịu, muốn đi phá hoại để họ không thể nào hơn mình được. Thực tế là không ít người vì ghen tức với thành quả của bạn bè, đồng nghiệp mà tìm cách hãm hại để người ta không ngóc đầu lên nổi, hoặc ra tay rất tàn ác nhằm hủy hoại công danh người khác như bỏ bùa, thuê xã hội đen xử, vân vân. Thậm chí, có kẻ cướp chồng của bạn chỉ vì ghen với hạnh phúc mà bạn mình đang có. Những kẻ mang trong lòng mình sự đố kỵ khiến tâm trí bị mê mờ, dường như những người này thấy người khác có được gì lại cho rằng mình bị mất. Họ đâu biết rằng tài nguyên của thế giới này là vô tận, nhưng chỉ ban phát cho ai xứng đáng, người ta giàu, bạn cũng có thể giàu, họ thông minh thì bạn cũng có thể thông minh, họ hạnh phúc thì bạn cũng có thể hạnh phúc. Do đó hãy lắng nghe lời Phật dạy về lòng đố kỵ để biết rằng nó là mối nguy tiềm tàng, chớ xem nhẹ. Trong mọi việc, hãy bỏ bớt cái tôi, bỏ bớt sự cố chấp đi và tin rằng cái gì của mình sẽ là của mình, còn người khác cũng đang được hưởng những gì mà họ xứng đáng. Cái tư duy thấy người khác làm việc tốt thì hoài nghi, chỉ tin những ai làm điều xấu xa thì lâu dần bạn không phân biệt được những hay đẹp của người và của cuộc đời để mà học hỏi theo. Từ đó phải lấy hung dữ ra để áp đảo mọi người, khiến bị mọi người xa lánh. Chính suy nghĩ tôi là cái rốn của vũ trụ mới sinh ra tâm đố kỵ trên, một cá nhân sống ích kỷ như thế có phần là do việc nuôi dưỡng sai lầm của gia đình họ. Vì thế, các bậc phụ huynh đừng chỉ dạy con lớn lên phải chăm chăm báo hiếu cha mẹ, mà hãy dạy chúng biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trên thế gian này. Nếu chỉ mong con báo hiếu thì chúng sống ích kỷ hơn, trong khi đó, một đứa trẻ hay giúp đỡ mọi người thì sẽ mang phước báu cho chúng và cả gia đình. Những người có tâm từ bi với muôn loài ắt sẽ hiểu về những lễ nghĩa với cha mẹ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.